Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo trên kênh Lục Ngạn quê tôi. Hôm nay mình tiếp tục nay thay đổi chủ đề. Hôm nay cũng là lâu lắm rồi mình cũng không lên quán lận quay của nhà ông bà Thiết ở trên Tân Hòa ở đây. Hôm nay mình về trên này review cái món lĩnh vực lợn quay và cũng như cái món ẩm thực này hàng ngày của bà con đó. Thì không biết này, dạo này thì nhà cô chú ở đây thì quay còn đông khách như mọi hôm hay không, thì nay mọi người phải đợi một chút. Nhà chú vừa mới quay xong lợn vừa mới ra lò, mình vừa lên đến đây thì lợn vừa dân ra lò luôn mọi người. Bây giờ đang ủ ở kia để cho nó một lúc nữa rồi sau đó mới có khách đến thì mới chặt nhé mọi người nhé. Thì lần trước mình cũng có quay video và giới thiệu địa điểm quán đây rồi. Ở đây là gần khu vực ngã ba trung tâm của ngã ba Tân Hoa, xã Tân Hoa này mọi người nhé. Thì đối diện nhà cô chú đây, đối diện với một quán này, cửa hàng Bảy Vũ ở đây. Đó, quán tạp hóa ở đây nhé mọi người nhé. Thì bên trên này, check lên trên này là cái đoạn khu vực ngã ba đầu trên này. Đó, nếu mà các bác nào mà ở lân cận đây thì các bác có thể là ghé qua đây chưa được mua ăn thưởng thức thì mọi người có thể ghé qua ở khu vực ở điểm ở đây nhé mọi người nhé. Thì ở đây là một trong cái điểm mà quán thịt lợn heo quay này cũng rất là nổi tiếng và ngon từ trước đến giờ rồi mọi người ạ. Với tay nghề của cô chú đây thì nó rơi vào khoảng cũng độ vài chục năm rồi. Tay nghề khá là ok và uy tín nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Đó. Còn bây giờ đợi một chút này, tí nữa lợn bỏ ra chặt thì mình sẽ xem là hôm nay là quay con lợn này nó khoảng tầm bao nhiêu thời gian. Đó. Ok nhé mọi người nhé. Đó. Đây là cái lò của nhà cô chú đây mọi người nhé. Còn đây là cái máy này, cái máy để quay này. Đó. Trước đây thì quay bằng thủ công, bằng tay, nên bây giờ thay đổi sang là quay bằng cái máy có motor này. Đó. Còn lợn thì bây giờ hiện tại thì đang đợi một chút nữa thì được chặt rồi. Nước cốt thần thánh này thì vừa mới được rạch bỏ ra. Bây giờ thì lợn bắt đầu chỉ mới rút đòn nhé. Có những phần nào mình không thể quay được thì mình sẽ cắt nó đi mọi người nhé. Đó, mọi người nhìn cái lớp da này khá là ok, thời gian quay thì gần 3 tiếng đồng hồ. Đang ngon ghê. Có cái mùi mốc mật rất là thơm này mọi người. Đó, không thể thiếu lợn quay, không thể thiếu mốc mật được. Nhìn quá là hấp dẫn luôn mọi người ạ. Đó, đây là cái bát nước chấm thần thánh, nước cốt ở bên trong rất là thơm. Hai cân, tròn hai cân, hai cái được hai cân. Chị đến. Bà chị còn đấy. Dọc nhờ. Dạ. Hai cân, một cái một cân. Thế được nhiều phết nhỉ? Chứng tỏ chân rồi. Chân ngon. Thơm thế. Này dọc loáy luôn.
Đấy, đúng rồi, tắt đi, không thì nó vít vít ga ở đấy đấy. Bà mẹ con đi mua lợn quay. Bà chị ngon. Miếng bà chị ngon quá mọi người ạ. Nước chấm thần thánh. Vậy là hai chân đã bán cho khách. Đó. Và cũng như là một số bà chỉ cũng được bán rồi. Cái đầu thì có người cũng nhận lấy nha mọi người nhé. Với hiện tại thì thịt bà chỉ quay này thì là giá 220.000 một kg nhé mọi người nhé. Đó, đây là chỗ mình thì giá như vậy. Đây là còn hai cái chân trước nữa mọi người nhé. Đó, cái sỏi này thì mình cũng không nắm quay lên đến, nó bị vi phạm cho mọi người nhé, nên là mọi người thông cảm với mình. Nên còn hai cái chân đây. Đó. 50 cân con này. 2 ông bà chủ đây. À, như nhà cô chú đây thì chủ yếu là quay những cái lợn nó rơi vào tầm 50-60 cân này không mọi người nhé. Những con vừa phải thôi, cũng không quay con to, ít khi quay con to lắm. Trừ khi là những vị khách đặt thì mới quay những con to thôi. Đấy, 2 cân là 2 cái chân. Đấy, một mảnh này thì theo ngồi nhâm nhi rồi. Đồ người lấy rồi. Như ở đây thì thường thường là chiều tối thì mới bà con mới đi mua đồ ăn, chứ còn không đi mua sớm như ở những khu khác. Như mọi người nhé, ở khu vực ở đây thì bà con kiểu như là đi làm về rồi, hoặc là có khách thì mới đi mua sớm thôi. Còn không thì phải đến trời chiều tối một chút thì bà con mới đi mua thức ăn nhiều. Khách VIP đánh xe lay ăn để quê luôn. Tiền không ngân hàng nó lo ấy. Thật, ngân hàng lo. Đây, anh chị này thì đang lấy cái thủ mọi người ạ. Phần thủ thì mình cũng không quay đến nha mọi người, nên là mọi người thông cảm với mình nhé. Nó bị vi phạm cộng đồng chính sách của YouTube. Mông chấm 8 vài 200. 4 mông mông ngon mà. Vâng, nó ngọt. Tối mới ăn.
Chị làm chân được chân. Còn các bác nào mà muốn ăn đàn quay ẩm thực ngon thì ghé qua quán nhà cô chú đây mua, ủng hộ cho nhà cô chú và cũng như là thưởng thức ở đây xem là lợn quay nhà cô chú quay như thế nào nhé mọi người nhé. Đó. Thì ở đây là một trong là cái địa điểm mà giáp với đây, khu vực ngã ba Tân Hoa nhé mọi người nhé. Các bác nào mà muốn mua đồ ăn lợn quay này, ẩm thực này rất là ngon thì ghé qua quán nhà cô chú đây. Thì ở đây bây giờ cũng chiều tối rồi nên là cũng thi thoảng khách mới đến thôi mọi người ạ. Nó không được đông như ở những cái khu vực chỗ khác. Đây miếng da này mọi người. Đó. Rất là giòn. Mình mời tất cả mọi người nhé. Rất là ngậy. Giòn tan luôn. Giòn tan. Đấy. Ăn lặn quay nhá. Dạ. Bao nhiêu mấy làn? 90 nhìn bề uy tín nhá. Khá là ngon, bà chị. Món gì món 18. Bao nhiêu? Trăm ca. Hấp dẫn quá mọi người ạ. Xương như lấu ấy nhỉ, ngon. Lấu canh. Ăn rồi tí không mua cái gì đâu cả. Muốn quay. Quay ngon. Ra đòn uy tín luôn. Một cân. Như miệng bánh đa nhỉ. Ui, nhìn cái bì nhá mọi người. Ngon. Hấp dẫn. Ừ.
còn vai này, nên ít ba chỉ cái mông nữa nhỉ. Ăn cỏ ngon, cỏ ngon. Vâng. Giận quá, nay nóng, nó cũng nóng. Từ vai được không? Từ ván vào vai, được hai miếng ở bên cạnh. Còn vai, vai nó mông, còn một cái chân nữa là hết. Còn nước riêng rồi. Thì khoảng thời gian tầm chiều tối này thì bà con mới đi làm về, thì mới bắt đầu là đi mua đồ ăn nhiều nhé mọi người nhé. Ở đây nó là như vậy thôi, còn không biết ở khu vực nơi khác cái chỗ mọi người như thế nào, nhưng mà ở đây là thường thường là cứ phải chiều tối. Và nhà cô chú đây cũng thường xuyên là thường là hay có khách đặt này, phải đặt trước muốn ăn cái gì ngon, hay là muốn ăn cái đầu hay là cái thủ hay là cái gì đấy là mọi người phải là đặt trước, không thì đến lúc là cũng không có. Đó, bây giờ chỉ còn một số này nữa là cũng sắp hết rồi mọi người ạ. Lốt cái chân giò nữa là hết, hết chân. Bác hay nhâm nhi ngồi uống rượu là bộ chân cũng rất là ngon, mà chân cũng rẻ đâu. Ngon luôn mọi người. Hiện tại thì bây giờ thì cũng nhà cô chú bán cũng gần hết rồi mọi người nhé. Các bác nào mà chưa được ghé qua đây ẩm thực cái món thịt lợn quay đây thì ghé qua điểm thịt lợn quay nhà cô chú đây, ủng hộ cho nhà cô chú đây nhé mọi người nhé. Còn bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình cũng kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video và để kênh phát triển nhé mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin phép là xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.